Chào tất cả anh em đam mê bonsai nhé. Hôm nay mình review cho các bạn một tác phẩm mình mua của Khương Bonsai. Đấy, Khánh Nhơn, Nhân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, số điện thoại. Cái cây này nè, họ bù nhá. Trước họ gửi cho mình một cái cây nhưng mà không đúng cây mình đặt, nên là họ phải bù cái cây này cho mình. Bù 250k găng, đây là thu 100k cộng ship 100 nữa là 200. Là tổng với cây này là 450k thiệt hại. Xịt cốt đây. Đây, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái cây này. Mình sẽ tháo cái cây này ra và sẽ review cho các bạn xem. Thank you.
đẩy đi này.
Đây là cái sườn dưỡng phía trước. Mình mua cái cây xanh trái này nó to. Dưới là đọc đường đi. Mua thì đến đây gặp nhau để mà đất chứ. Sáng hỏi rồi đây, cho địa chỉ thông tin đất rồi đây. Bán đất nữa chỉ để mua cây, để ý gì đâu. Đây ông này ông chỉ bài trồng cây thôi nè. Đây em có để ý đâu, ông bác bắt bật nè. Bác bật nè, ông bác bật chỉ em xem là cái vị trí nó chỉ đúng mà anh. Đây đây. Đấy. Anh đi ở trong đây để ủy ban xã à? Không, bây giờ bắt đầu từ ngoài đường 362 vào. 354 vào. 354 vào. Anh biết rồi nhưng mà... Mày quay lại chưa? Bác nó chỉ thì đúng 354 là anh đi ở đường An Thọ hay An Thái? Anh đi ở Mỹ Đức mà. À, Mỹ Đức à? Mỹ Đức và sợi đi qua đây kìa. Đây ra cánh đồng hoang rồi, từ thôi, cứ tay phải là có lối rẽ đấy. À đúng rồi. Không, đi qua đây đi. Đây. Tay trái. Đúng rồi, đi qua đây, đi qua lại đi. Quay lại cái ngã ba đây, anh sẽ trái vào. Đây, anh sẽ phải vào. Sẽ phải vào con tiện đấy. Bỏ cái này xuống. Đây. Đây. Tôi phải. Anh đi thẳng, đi thẳng. Đi qua cái xe ô tô là đến hai cái trống là ngay cổng nhà máy trái trắng trắng trước mặt đấy. Thì cái đất của em đối diện. Đấy, cái đất của em là từ cái bờ tường đây. Đấy, cái bờ tường gạch đỏ đấy, cái cổng trắng ấy, từ cái cổng trắng ấy. Đấy. Đúng rồi. Đấy, từ cái bao trắng ấy mà ra đến cái đống đất cao cao ấy là 10 mét. Sâu vào trong cái vực dưới đằng sau. 152 mét anh ạ. 152. Rồi, nó mặt đường mà. Một lần 2 mét đấy là cái đường ấy là đường sau này nó làm tất cả đều 7 mét hết từ đường thôn mà. Đúng rồi. Cái lô này thực ra là áp tách làm hại bìa được mà em không để cả ấy chứ con. Em để cả đấy, bán cả đấy, ai thích mua tách thì tách. Ngang
Vâng, cái ổi tím ấy chốc ấy. Cái ổi tím giống cái tí và lấy một cây về vườn cho xem. Ở trong cái chơi thùng nhựa nó cái kiểu ổi quả một tím ấy. Phía trong cái ổi này. Đâu, cái ổi này, ba cái ổi này là cả ship ở đây 400. Rẻ. Cái nào mà ba, hai cây chứ. Cái này cái ổi da dí. Thế à? Ổi này thì quả có to. Quả bé. Ổi cảnh. Ổi tím quả có to. Ổi tím quả to. Quả to như ổi trâu. Nói chung là bây giờ nó làm nông thôn mới, nó làm tất cả các ngõ là đều được nhựa hay sao ấy, là đi vào cái đình của cái bà gì ở trong ấy, đình cái đền của bà Duẩn ấy, là đấy là di tích lịch sử hay sao ấy, là nó mở cái đường ấy là thành đường nhựa, thì là vừa rồi nó mới đây này, nó mới đo này, nó mới đo vào 1 mét. Thank you.
mà lấy vào thì bồi thường kiểu gì? Nó mà vào thì là nó đất mình còn bé. Bé đường ngang à? Bé đường ngang. Nó bé thì là bé đường ngang. Thì lúc nó mở ngõ to thì mẹ nó là bé. Nhưng mà tôi thấy ngõ thì ảnh hưởng gì đâu mà vào, nó phải biết một ngõ, nó phải một cái gì đó. Nhận lên đất. Cái này là trên đèo Hải Vân hay sao ấy nhỉ? Đèo Hải Vân. Trên đèo á. Trên đèo Hải Vân xuống. Đâu đèo đó. Đường nó không được đẹp được ạ. Thế là lên chở đi cái gia đình đi. Vâng. Đây là bán được lô đất
8 triệu ấy. Lãi được 370, lãi được 120 là đi du lịch ngay. Nó nóng. Nhà thầy, nó chạy đến muộn thì anh cũng bay thôi. Nhà thầy cũng bay thôi. À đây là hôm 1 tháng 6 ở Đà Nẵng là xem thì tổng hết. Đấy, bây giờ cho thịt dễ. Là 3M này. Cho cái cây có bầu ơi, bạn cho một lắp này. Phải xung quanh góc này. Đấy mình cho phơi và cho thêm tí nữa để mình lắp. Thank you.
ok. Đó là xong. Một em găng vàng.